xác định được mục tiêu. Cuộc xung đột ngày càng trở nên khắc nghiệt. Quân đội Mỹ đã lập một doanh trại trong khu vực, mong muốn thiết lập một Harris giới thiệu quân đội Mỹ đã lập một doanh trại trong khu vực, mong muốn được thiết lập Harris giới thiệu. Dù vùng Trung Đông đang bị phân rẽ, rất nhiều con nít đang bị bắt giữ ở Afghanistan. Hợp tác với hãng phim Voltage Picture, quân đội vẫn đang nắm quyền kiểm soát và các khu vực khác với sự hiện diện của khủng bố. Eli, đây là biệt đội Raven Gay, ví dụ 130, anh nghe rõ không? Xin chào Raven Gay, đây là Eli. Billy, chúng tôi hiện đang di chuyển ngoài doanh trại. Nhắc lại, chúng tôi đang di chuyển dưới mặt đất bên ngoài doanh trại và yêu cầu hỗ trợ sẵn sàng. Nghe rõ, chúc may mắn. Lính bắn tiện, mệnh lệnh đặc biệt. Được chưa? Chưa. Vẫn chưa. Nghe rõ. Xuất hiện rồi. Anh thấy không? Được chưa? Chưa. Vẫn chưa. Được rồi, trống. Di chuyển. Là bình của Johnny. Thử không? Không, cảm ơn. Tôi đang kiêng. Được rồi, các anh thấy gì không? Nghe, chúng đang tiếp cận. Di chuyển đi.
Overwatch, xác nhận trống, chúng tôi chuẩn bị đột nhập. Bravo đang lên tầng 1. Overwatch, chuẩn bị chuyển địa điểm. Thanh có phát hiện gì không? Không, rất yên ắng. Này Vic, sao hả sếp? Tôi đang nhớ số tiền $50 tôi nợ của anh. Đừng có làm tròn. $60 mà. Hay là mỗi lần tôi cứu mạng anh, hãy trừ đi $5 được không? Nghe nè, hay là tăng gấp đôi. Nếu như tôi đưa anh ra khỏi đây nguyên diện. Đừng có mơ. Nơi này có dễ như bị bọn chúng bỏ rơi rồi. Tôi cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi không biết. Đừng suy đoán gì hết. Cứ quan sát cẩn thận thôi. Nghe rõ, chúng tôi sẽ vào trong. Bravo ở đây trống. Có vài vỏ đạn dư dại, vài vết máu, không có gì khác hơn. Sẵn sàng chưa? Rồi. Chúng dọn sạch rồi, không có con tin. Beeline, Dogbite đây, nghe rõ không? Dogbite, Beeline đây, nghe rõ. Beeline, Dogbite đang ở vùng Delta. Tôi nhắc lại, Dogbite đang ở Delta. Chúng tôi đang thực hiện giải cứu con tin. Nhưng không thấy dấu hiệu của con tin. Xin nhắc lại, không có dấu hiệu. Cơ hội cuối là ở đội Echo. Hãy theo dõi họ. Xin hết. Dogbite, nghe rõ và chờ. Lại đây đi. Đó, tập trung đi. Nè, anh có nghĩ họ đang chờ chúng ta bên trong hay không? Không. Chắc chắn là chúng có lối sau. Đó. Trống. Clear. Trống. Clear. Trống. Sẵn sàng chưa? Rồi, không có dấu hiệu địch. Để tôi cắt gì? Cắt đi. Đưa máy xuống đi, đỡ đi. Tôi đỡ được rồi. Nghị sĩ. Nghị sĩ. Nghị sĩ. Chắc là chúng dùng gì đó đập vào đầu cô ông ấy. Tôi sẽ cố đánh thức ông ấy. Sau đó chúng ta sẽ ra khỏi đây. Beeline, lưu ý. Chúng tôi đã tìm thấy con tin. Nhắc lại, chúng tôi đã tìm thấy con tin. Này nè, thưa ngài, bình tĩnh. Nhìn tôi đi, nhìn tôi. Chúng tôi tới đây để giúp ông, được chứ?
Ổn rồi, ông ấy vẫn thở. Chúng tôi sẽ di chuyển trở về. 7 người. Và chúng tôi cần trực thăng cứu hộ. Xin hết. Dog by, Beeline nghe rõ. Không có trực thăng hỗ trợ vào lúc này. Phải di chuyển bằng đường bộ. Gặp đội cứu hộ ở cổng số 3. Họ đang tới. Beeline, cách đó rất nguy hiểm. Tôi nhắc lại, cách đó rất nguy hiểm. Đây là con tin quan trọng. Hãy hỗ trợ trực thăng. Không được, Dog by. Không trực thăng nào được quý quyền trong vụ này. Đội khác còn cách rất xa. Không thể kêu gọi ngay lúc này. Nghe rõ, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Xin hết. Overwatch, Overwatch, nghe rõ đi. Chúng ta sẽ di chuyển đến đường số 3 và thoát bằng đường bộ. Tôi nhắc lại, thoát bằng đường bộ. Chúng tôi sẽ cần các anh mai phục đến khi cứu trợ tới. Khoan đã. Cuối đường có bụi thoát ra. Chắc là có xe đang tới. Rõ, chúng tôi sẽ cùng với con tin khi cứu hộ được xác nhận. Xác nhận, xe đang tới. Được rồi, canh nghe chưa? Ổn chưa? Marcus, xuống giúp Doc một tay. Được rồi, đứng lên nào, sẽ ổn thôi. Được rồi, có chúng tôi yểm trợ đi. Overwatch, Overwatch, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cùng với con tin. Hãy yểm trợ hướng 6 giờ. Rõ, chúng tôi tới ngay. Đi nào. Đi thôi. Anh qua hướng kia, giữ đường đi đối diện cho tôi. Rõ. Chúa ơi, cảm giác của chúng ta rơi vào trong của chúng. Còn lựa chọn nào khác đâu. Ít ra chúng đang ở phía sau. Vẫn chưa lên xe kia mà. Chúng ta đi quá xa rồi. Cứu hộ, cứu hộ. Chúng tôi đang bị tấn công từ nhiều hướng. Không thể đến được chỗ xe, nên hãy chạy tới chỗ chúng tôi ngay. Doc, Miller, Marcus, di chuyển đi, nhanh nào. Đó dính đạn rồi, dính đạn rồi. Yểm trợ tôi. Chết thiệt. Cứu hộ, cứu hộ. Đốc bay đi. Chúng tôi vẫn đang bị bao vây. Không di chuyển được, không còn thời gian nữa. Bọn chúng xuất hiện càng nhiều rồi. Khi đến chỗ chúng tôi, hãy lái theo đường số 3. Tiến thẳng đến vùng quảng trường thành phố. Tôi nhắc lại, quảng trường của thành phố. Chúng tôi đang núp bên hướng nam. Và hãy nổ súng, càng ác liệt càng tốt, để bảo vệ cho con tin. Bên kia kìa. Xin hết. Overwatch, Overwatch. Hãy di chuyển gần cho tới khi các anh nhìn thấy rõ chúng tôi. Nghe rõ. Máu nào, máu nào.
Chết đi lũ ngốc. Di chuyển đi. Đặt tay lên vai tôi và không được để tù ca đó. Lại đi, nhanh nào, nhanh lên nào. Bảo vệ cho con tin. Lại đây nào, cho anh ta vào trong đi. Biết, chúng ta không thể cầm chừng lâu hơn được. Không được đi. Không được đi. Biết, phải đi ngay thôi. Chết, anh đâu rồi? Chúng ta phải đi ngay. Nhanh nào, đi mau thôi. Biết, chúng ta xong việc rồi. Anh đang làm hỏng mọi chuyện đó. Chúa ơi. Ra khỏi đây thôi. Ông nhớ tên mình chứ? Cooper. Cooper. Chúng tôi là đội cứu hộ. Chúng tôi sẽ đưa ông về doanh trại gần đây. Đưa đây, lấy nó đi, cầm máu cho anh ta. Được rồi, cố định nó lại đi. Anh sẽ ổn thôi. Được, ổn rồi. Chúng ta phải quay lại. Không được. Cứu nghị sĩ là việc quan trọng hàng đầu của chúng ta. Tôi biết việc gì là quan trọng mà. Được rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn quay lại. Chúng ta sẽ quay lại sớm nhất có thể. Yên nào, yên nào. Chúng tôi phải tạo áp lực để cầm máu. Còn ổn chứ? Nhanh lên đi Charlie. Hết khả năng rồi viết. Trại quân đội Whiteside. Tôi rất muốn giúp cô, nhưng mà thời gian không có nhiều. Có lẽ nên đợi vài ngày nữa đi. Không thể tin được. Ông đang giam giữ tôi. Tại sao lại vậy? Không ai giam giữ ai ở đây hết. Chỉ đơn giản là không an toàn khi ở bên ngoài Whiteside mà thôi. Dở dẫn, đây là vùng chiến sự. Có nơi nào an toàn kia chứ? Nghe nè, cô có thể có những mục đích khác với chúng tôi khi đến doanh trại này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô được quyền ra khỏi đây. Quá nguy hiểm. Tôi nói cho ông biết, tôi từng tham gia vụ đụng độ giữa Siam và Tổng thống Obama. Phải, và có 3 người chết ở trong vụ đó. Ý ông tôi là điềm gỡ có phải không? Và tôi khiến những người đó chết. Tôi chẳng nói gì như vậy cả. Đây là điều tôi muốn nói. Cô không được ra khỏi doanh trại, không tranh luận gì nữa. Tôi hiểu. Vậy là ông đang giam giữ tôi. Hỗ trợ. Có chuyện gì vậy? Nhanh lên. Nhanh lên, chúng tôi đang tới đây. Đưa ta xuống, đỡ xuống đi. Được rồi. Đỡ lên cán nè. Đỡ mấy cẩn thận đó. Này giúp một tay đi, thật là. Để tôi đỡ anh. Anh nằm lên đi. Không, tôi đi được, không cần nằm cán. Để tôi đưa anh vào trong rồi tính. Không, tôi đi được mà. Để tôi tự đi, viết, xin lỗi. Nhưng được khi kẹo, đỡ anh ta lên đi. Cô, lại đây, mau lên. Nè, 1, 2, 3. Chậm thôi nào, cẩn thận đó. Mỗi người một tay. 1, 2, 3, đi nào. Tôi không biết cô lại và cô muốn gì. Nhưng đừng đến gần người của tôi. Ai cho phép cô chụp hình? Bình tĩnh đi. Đừng đến gần người của tôi, cô hiểu chứ? Nhà báo quân đội, làm ơn bình tĩnh đi. Nè, anh không được làm gì.
Trả lại cho tôi. Trả lại đi. Giữ cô ta ở ngoài. Chúa ơi, không được, không được. Xin lỗi, đó có phải là nghị sĩ Cooper không? Xin cô đó, hãy lùi lại. Đó có phải nghị sĩ Cooper không? Cô tránh qua một bên đi. Ông ấy làm gì trong đó vậy? Ông ấy bị thương hay sao? Điên thiệt mà. Chỉ là viên đạn xẹt qua mà thôi. Tôi phải lột xác của anh đó. Mặt của tôi như thể đang bị thiêu gì. Tôi biết Marcus, nhưng phải để anh ấy xem. Tôi vẫn nhìn thấy được nhìn dạng, nhưng mờ quá. Marcus, đừng cố. Đừng nói nữa. Hãy để anh ấy chăm sóc vết thương cho anh. Nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ quay lại để thăm anh. Nhà Vic. Cảm ơn đã lôi tôi lên xe. Lẽ ra tôi phải nhanh hơn. Ừ, quên chuyện đó đi. Công việc mà. Chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau. Tôi nói chuyện với anh được không? Tôi sao? Anh biết phải làm gì rồi đó. Đến chỗ đội trưởng đi. Nghe rõ. Cô muốn gì? Tôi biết công việc của chúng ta khác nhau, tôi hiểu mà. Tôi có công việc của tôi, và anh cũng vậy. Đôi lúc tôi nói chuyện hơi khó nghe với những người xung quanh. Nhưng nếu không cố thì tôi chẳng được gì. Điều đó khiến tôi bị nhiều người ghét. Tôi xin lỗi. Không sao. Janet Conrad. Là cô Janet đó hả? Ý anh là sao? Tôi cứ nghe lời đồn về cô. Đừng bắt đầu với những lời vô nghĩa như vậy. Tôi có nhiều việc quan trọng. Tôi cũng vậy. Chúc một ngày tốt lành. Người vừa vào đó có phải là nghị sĩ Cooper không? Tôi không hiểu cô nói gì hết. Đương nhiên là anh hiểu. Nghị sĩ Cooper, một trong những người tranh cử được biết đến nhiều nhất. Ông ấy có thể cho đóng cửa trại quân đội này nếu như muốn. Ông ta cắt lương của quân đội, cắt kỳ nghỉ và giết thú vật. Mà giờ ông ta lại ở đây. Tại sao? Có vẻ như cô biết nhiều hơn tôi đó. Ông ấy làm gì ở đây? Điều gì khiến anh phải tránh né như vậy? Tôi có cuộc họp phải tham dự. Anh chưa ra khỏi đây được à? Chưa. Còn những người khác? Vài người đã chết, vài người đã quay về. Anh có bỏ tôi lại không? Đừng nói đến điều đó. Chết. Tôi không cử động chân được. Tôi đang cố nhưng mà không có cảm giác gì cả. Anh bị trúng đạn vào bắp chân. Tôi đã ngăn máu chảy rồi. Nhưng giờ tôi không giúp được gì hơn. Chỉ đợi những người khác quay lại mà thôi. Khi nào họ mới quay lại? Tôi mong là sớm thôi. Có một người trong đội của tôi đã bị bắn. Chắc là phải mất một lúc. Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ mà thôi. Anh đã kiểm tra thi thể rồi sao? Đúng vậy. Tất cả bọn chúng. Vài tên bị bắn, vài tên bị đâm. Có kẻ có áo giáp, vũ khí, có kẻ tay không. Và có nhiều, rất nhiều vết máu trên đường dẫn ra khách sạn. Có vẻ như là một vụ tấn công quyết liệt. Và bọn chúng đã thua. Sau đó chúng tôi đến khách sạn và thấy nghị sĩ bị cột tay, đứng lên thịt lợn. Và chúng tôi đến giải cứu. Rồi sao? Tôi nói thật lòng nha. Nói đi. Làm sao mà một người như là nghị sĩ có thể đi tham quan trong một chiếc xe con? Và rồi bị bọn chúng phục kích một cách hoàn hảo. Không một người đi cùng nào còn sống sót, hay bất kỳ lời kêu cứu bằng radio nào. Ngài thấy sao? Tôi không giải thích cho anh được. Còn nghị sĩ, tại sao chúng để cho ông ấy sống?
Sao tôi biết được? Có lẽ chúng đang lên kế hoạch để mà quay phim ông ấy, hoặc muốn dùng ông ấy để đổi chác thứ gì đó, hoặc chúng vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào cụ thể. Có thể. Đội trưởng, cộng sự của chúng tôi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đang nói đến việc quay lại đó hôm nay thì không. Tại sao họ là cộng sự của tôi? Vì tôi đang thiếu người và vũ khí. Như vậy, David, một doanh trại bị tấn công khủng khiếp vào tối qua, và họ vẫn đang cần hỗ trợ. Tất cả không quân đã được quy động tới đó. Hiện giờ tôi đang được chỉ định để yểm trợ đội phía nam. Nếu như vậy, tôi sẽ không có đủ người và vũ khí để giữ vững chỗ này, nên tôi sẽ không đồng ý bất cứ vụ đụng độ nào bên ngoài doanh trại cho tới khi chúng ta được cấp thêm người và vũ khí. Giờ hãy về coi những người còn lại đi. Được rồi. Khi nào đi? Không đi nữa. Cái gì? Đại tá kêu chúng ta phải đợi. Thật là không hợp lý gì hết. Tôi biết. Đó là lý do tôi không phục. Anh tính làm gì? Tôi đi hỏi vài người cái đã. Anh chờ đi. Cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Marcus, anh còn thức không? Chào anh, tôi còn thức đây. Nó vừa chích thuốc mê nên cũng sắp ngáy rồi. Vậy thì tốt, anh phải nghỉ ngơi. Tôi rất tiếc cho Jeff và lính của anh ấy. Phải, chúng ta đều vậy. So với họ thì tôi vẫn còn may mắn. Và tôi muốn anh ấy giữ cái này. Có thể nó sẽ giúp được cho anh đó. Nghe nói ở đây cũng có niềm vui đó. Chắc là phải đánh nhanh rút gọn rồi. Anh chắc là cho tôi cái này chứ? Ừ, chắc. Anh đeo cái đó chắc chắn sẽ được an toàn. Được rồi, tôi sẽ giữ kỹ nó. Nghị sĩ, không sao, không sao. Ông được an toàn. Tôi là trung sĩ cấp độ 1. Lỗi của tôi đã giải cứu ông về đây. Không sao, không sao. Bình tĩnh nào. Nghị sĩ, tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra ở đó. Nghị sĩ, có phải đó là một vụ phục kích hay là gì khác? Nghị sĩ, anh không hỏi gì được đâu, biết. Ông ấy sẽ lơ lửng một lúc nữa. Chết thiệt. Trước khi ông ấy xỉu, tôi còn nghe ông ấy nói. Ông ấy lẩm bẩm. Chuyện gì? Ông ấy nói một cái tên, nhắc lại hai ba lần. Tôi không. Abdul Abbas. Trung sĩ, bạn của anh sao rồi? Nè cô, sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy? Nè, chúng ta là bạn rồi kia mà. Anh là người thú vị nhất mà tôi từng gặp ở đây. Chắc là cô khó tính quá thôi. Cũng đúng. Cho nên tôi phải tìm sự cân bằng. Anh có nghĩ vậy không? Anh vẫn chưa tìm hiểu tôi mà. Tôi nghĩ là tôi hiểu rõ về cô. Nghe nè, một cô gái nhiều chuyện, có lẽ là học từ Harvard, Yale, Princeton, Mohsin Ali's. Cô chắc là có những mối quan hệ nổi bật. Những người nâng đỡ để cô có thể ở đúng nơi mà cô muốn một cách nhanh chóng. Chắc là con gái của ai đó, hoặc cháu của ai đó. Cháu gái.
của Admiral Wallace. Oh, còn ngon hơn tôi nghĩ đó, Admiral. Cũng lạ là ông ấy để cô tới đây. Anh đùa sao? Tôi gian xin đi đến đây đó. Lão đại tá giam giữ tôi mãi. Tôi sẽ phải khuyên cô giữ mồm giữ miệng khi ở đây. Cô trách gì ông ấy hả? Không hẳn. Nhưng tôi đâu có đến đây chỉ để chụp hình mấy anh lính nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương. Tôi đến đây để thực hiện nghĩa vụ. Tôi hiểu. Tôi biết là cô muốn gì. Nhưng nó không thuộc phận sự của tôi thôi. Nào, xin lỗi cô, tôi có vài người bạn cần chăm nom. Không sao, tôi cũng không ao ước được trở về nhà nữa. Nhưng mà chuyện xảy ra đã khiến tôi điên đầu. Hôm qua tôi nhận lá thư của cô ấy. Không có điện thoại, chỉ một lá thư mà thôi. Cô ấy nói đã tìm được người mới, một người ở bên cô ấy. Một người chăm sóc được cho cô ấy. Trước đây tôi không nghĩ chuyện này lại tệ hại tới như vậy. Ai cũng chỉ có một cơ hội mà thôi, phải không? Nghe nè, khi chúng ta vượt qua được thời gian này, anh có thể có bao nhiêu bạn gái cũng được. Phải. Trung sĩ, Jackson muốn gặp anh. Ông ấy nói anh tìm tôi sao? Đúng vậy. Ôi chúa ơi, chờ tôi đã. Đừng bao giờ bỏ phí điếu thuốc chứ. Đại tá, tôi đã có thông tin về việc hỗ trợ. Đây là đại tá Bashir, một phiên dịch từ Renegade. Bashir và đặc vụ Tyler đến đây trên một chiếc xe tải cứu trợ, nhưng họ bị tấn công trong tối qua. Bashir và Tyler đã thoát khỏi vùng nóng và xe họ đậu ở cách đây khoảng 8 dặm. Chết mấy. Bashir đã đi bộ tới đây để mà cung cấp thông tin. Xe gặp vấn đề gì? Đặc vụ Tyler cho rằng đó chỉ là vấn đề nhỏ của máy móc, kiểu như hư đường dẫn dầu đó. Anh ta đang canh chừng ở đó nhưng không thể gọi giúp đỡ vì không có radio. Không, vì bên cứu trợ nên giúp họ. Phải. Có thể họ sẽ kéo chiếc xe về lại Renegade. Chúng ta cần nguồn cung ứng đó hơn họ. Nên tôi muốn anh ra đó tìm chiếc xe, giúp Tyler sửa nó và đưa nó trở về đây. Đem theo Basti, Jennings. Basti sẽ dẫn đường cho anh. Có thắc mắc gì không? Có. Còn Abdulaziz Abbas thì sao? Hắn thì sao? Hắn nằm đầu danh sách lãnh đạo quân Taliban và hắn hoạt động trong khu vực đó. Sean biết. Kỵ sĩ đã lầm bầm trong lúc ngủ. Chúng ta đều biết. Khi nghị sĩ Cooper tới đây, ông ấy đã có kế hoạch. Mục đích là để chứng minh việc chúng ta ở đây là sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Ông ấy một mực yêu cầu được ghé thăm một khu vực bị bỏ qua, và chúng ta chỉ có một nơi. Motorbus, phải. Và hãy ra đó và tìm chiếc xe đi. Tuân lệnh. Vic. Sao? Nếu anh không thể sửa được chiếc xe đó, hãy chở những gì anh có thể để cho nổ tung những thứ còn lại. Rõ. Đi nào. Thấy không? Tôi đang nóng giận lên. Tôi biết.
Nghe đây, tôi phải đi. Anh không bỏ tôi lại chứ? Không, tôi quay lại chỗ đó để lấy bình nước. Dùng cái này đi, đừng có bắn lộn người đó. Rõ. Được rồi. Tôi sẽ chờ ở đây. Phải năm rồi tôi không quay về đường này. Nơi này lý tưởng cho việc phục kích. Lâu rồi không ai đi đường này nữa. Phía trước đường khó đi hơn. Cố đừng gây tiếng ồn quá nữa. Ừ, tôi biết rồi. Tôi không thích vụ này. Sao vậy? Nghe đâu là cả đoàn xe bị phục kích. Và chiếc xe chở những món đồ chúng ta cần là chiếc duy nhất thoát được. Lại còn chết máy ở giữa đường nữa. Anh có nghĩ là phục kích không? Không biết nữa. Có thể lắm. Nhìn kìa. Tôi chưa thấy Tyler đâu. Đừng đến gần quá. Bashir, anh biết đặc vụ Tyler đúng không? Phải. Tốt, hãy đốt và gọi cho anh ta đi. Sao chứ? Đừng có lo, chúng tôi sẽ yểm trợ phía sau mà. Được rồi. Đi đi. Sẵn sàng đi. Anh ta có dễ sợ? Nếu là tôi cũng vậy mà. Ừ, ai mà không sợ chứ. Anh Tyler. Ồ, không. Sao đúng thời điểm mà? Lên xe đi. Đây là mục đích tôi tới. Đừng có cản đường tôi nữa. Vậy tôi sẽ trói cô lại nữa. Vui đó, nhưng mà chắc chú tôi sẽ không thích như vậy đâu. Đứng ra phía sau tôi. Anh Tyler, anh có ở đây hay không? Đứng yên đó. Đưa tay lên đầu. Là tôi, Bashir đây. Tôi có đem theo người đến giúp. Bashir, tôi chỉ đề phòng thôi. Xin lỗi, ở đây không biết đâu mà lưu. Tôi hoàn toàn hiểu mà. Được rồi, qua xem đi. Rất vui được gặp các anh. Anh cần giúp gì? Cần dầu Tyler, dây dẫn dầu. Sao anh biết là dây dẫn dầu? Có mùi xăng, có lẽ là vậy. Anh có thể lại gần xem.
Những thứ khác vẫn ổn chứ? Ừ, mọi thứ vẫn ổn. Tôi đoán là gì? Anh đoán sao? Ừ, tôi tưởng hết xăng nên ra phía sau lấy. Nhưng đó không phải là vấn đề. Được rồi, kiểm tra thử xem. Phiền canh một chút. Hai anh bắt tay một lần nữa có được không? Quá đẹp. Nè Jennings, kiểm tra ngay đi. Để tôi. Ôi Chúa ơi, tôi chưa kể về cô ấy. Ừ, tôi biết. Đại diện Tyler, tôi nói chuyện riêng với anh có được không? Tất nhiên là được rồi. Được rồi, đặc vụ. Nói cho tôi nghe đi. Ừ, tôi theo đoàn đi khoảng 400 giờ. Có một chiếc xe khác gặp rắc rối và dừng. Nhưng may mắn là tôi không xuống xe. Bọn chúng bắn người cầm radio. Và khi tôi chạy được khoảng một dặm thì thấy cô ấy. Xem chút nữa thì tôi không thắng kịp. Cô ấy ngã mạnh xuống đất. Khóc lóc, van xin giúp đỡ. Tôi chẳng hiểu cô ấy nói gì. Nhưng mà nghe thấy tiếng của em bé khóc. Có ai đuổi theo cô ấy không? Không, ý tôi là không thấy. Tôi cũng không biết cô ấy từ đâu ra nữa. Lúc đó trời còn rất tối. Chỉ vậy thôi sao? Phải. Xe không có radio nên tôi không biết nên làm sao. Thấy đứa bé cho nên tôi đưa cô ấy lên xe. Tiếp tục lên đường và gặp trục trặc ở đây. Anh kể chuyện hay lắm đó. Tôi nói đều là sự thật mà. Chỉ là mấy chụp hình thôi. Chúng tôi không hại cô đâu. Hỏi cô ta đi. Sao chứ? Tôi không hiểu được. Cô ấy nói tiếng rất lạ. Hình như là Sanxi. Rất khó để hiểu được. Hay thật. Cô ấy biết chúng ta đang giúp. Ngồi đi, cô ấy có thể dễ dàng hạ được Tyler. Conrad, nhà báo, về xe lấy ít thức ăn và nước đi. Gì chứ? Cô tự gia nhập đoàn mà. Giờ thì mau đi đi. Mau lên. Nè Jennings, biết danh của anh là mấy cây. Danh hiểu rõ về xe có đúng không? Là tin đồn thôi. Được rồi, chú xuống dưới xe, tìm vấn đề đi. Chứ còn ra khỏi đây nữa. Tôi biết rồi. Để tôi giúp cho. Bashir, sao anh không kể gì cô ấy? Trung sĩ, có rất nhiều cô gái như vậy. Tôi nghĩ chuyện này không quan trọng. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện giúp anh Tyler mà thôi. Nào, còn chuyện gì anh chưa nói với tôi nữa không? Không, tôi rất xin lỗi. Wow. Có đủ thuốc nổ dưới xăng trong này để thiêu rụi chúng ta đâu. Chỉ thêm chiến tranh nữa thôi.
Sao vậy? Tôi không thể học đồ nghề được. Cảm ơn. Vì cô làm quá là liều lĩnh đó. Sao cô lại làm gì? Không dễ để có những thông tin hay ho đâu. Muốn có thì phải chịu cày cuốc. Cái này sao? Ừ, nó đó. Nè, tôi thấy ở đây không an toàn. Anh có gì chia cho tôi không? Không nên. Nhưng mà dưới tình thế này, đây. Cảm ơn. Sao rồi? Vẫn chưa thấy. Đưa cho cô ấy đi. Đừng có tỏ ra đe dọa. Vậy được không? Phải. Vậy trông đỡ nguy hiểm hơn. Cất đi và đừng tự làm mình bị thương đó. Anh sẽ được lên báo đến trung sĩ. Tôi rất nóng lòng đây. Chủ đề sẽ là sự khinh bỉ. Cứ chờ đó. Cảm ơn. Sao rồi? Giờ thì ổn rồi. Thế nào rồi, Shinny? Có vấn đề. Tôi biết, anh có sửa được không? Chắc là được thôi. Tôi phải thay đường ống mới, nó bị thủng lỗ. Vậy thôi hả? Là xong sao? Tôi phải thử xong mới biết được. Nhanh lên đi. Tôi phải cắt nó ra trước cái đã, rồi mới xem được. Anh nên có tin vui cho chúng tôi. Tôi ghét phải đứng yên ở ngoài này. Tôi đang cố hết sức đi. Chúng tôi biết. Bỏ lên Jenny, chúng ta phải rời khỏi đây. Đáng chết. Được rồi, Bashi. Thử lại một lần nữa nào. Dân trung sĩ. Sao rồi? Chúng tôi vẫn ổn. Cô ấy có dễ tin tưởng tôi. Tốt. Vì tôi cần kiểm tra cô ấy. Đảm bảo cô ấy khỏe mạnh trước khi đưa về. Tôi không có kinh nghiệm về chuyện này. Anh làm gì cho cô ấy hiểu đi. Tôi không quan tâm anh dùng cách nào được. Dân, đừng dân dạ với tôi nữa. Lên xe đi. Tốt lắm. Sao rồi? Phải cắt dây bên này đi thay qua. Chỉ vậy thôi sao? Có cái này thôi mà gây ra nhiều rắc rối lắm đó. Tôi đâu có bắt anh phải dừng lại đâu. Nó làm cho xong đi. Tôi giúp anh. Có bên xe kia đó. Trung sĩ. Sao? Mấy cô gái muốn gặp anh. Có chuyện gì? Anh cần xem cái này. Trông tệ lắm. Cô ấy bị trôi đánh. Chắc vậy cô ấy mới bỏ chạy. Hắn là bị trừng phạt vì chuyện gì đó. Có dấu hiệu bị nhiễm trùng gì không?
Theo tôi thấy thì không. Được rồi, cứ làm hết sức đi. Rồi kiểm tra cả đứa bé, xem nó có ổn hay không. Còn anh, ở đây giúp cho họ đi. Được, lên xe đi. Cô gái thế nào? Tệ lắm. Ai đó đã đánh đập cô ấy, nhưng chẳng thấy ai đuổi theo. Chắc là họ tìm kiếm mệt mỏi rồi. Có thể. Có thể chứ. Anh nói đúng một chuyện. Đứng không ở đây thật là khó chịu. Có tấn công. Kiểm trợ. Nằm xuống. Anh nghĩ chúng có bao nhiêu người? Không ít được, gấp mấy lần chúng ta đấy. Tyler, sao rồi? Chúng tôi ổn. Phải ra khỏi đây thôi. Bên trong xe vẫn ổn. Nạp đạn. Nè chú ơi, quay lại đi. Ra phía sau. Thả tôi ra. Ở yên đó. Cô định cho chúng tôi chết cả lũ hay sao? Anh biết chúng ta đang đứng gần kho thuốc nổ hay không? Chỉ cần một viên đạn lọt vào đó thôi. Bùm. Anh đưa chiếc xe đó về lại đây để che chắn cho chiếc xe. Ra đó là tự sát, David. Jenny, phải đưa chiếc xe đó về lại đây. Trung sĩ, để tôi đi chờ. Anh có chắc là sẽ đưa nó về đây được không? Tôi sẽ thử. Được rồi, chúng tôi sẽ yểm trợ hết mức có thể. Rõ. Hello, có khói thuốc trong xe không? Không, trung sĩ. Được rồi, anh qua đó đi. Sẵn sàng chưa? Rồi. 3, 2, 1, đi. Chạy đi, chạy đi. Janice. Chú ơi, tôi ra phía sau đi. Đi đi. Lên xe đi. Hello. Nạp đạn đâu? Cho tôi nữa. Đưa tay đi.
Làm tốt lắm. Được rồi, thôi nhà báo, mang hai mẹ con qua đi. Roger đó. Còn tôi thì sao? Anh vẫn lấy xe được chứ? Được. Tốt, chúng ta sẽ qua phía bên kia để tránh đạn. Đó, lên xe đi. Này Vi, chúng ta cần nguyên liệu trên xe Taylor. Hãy lấy những thứ đó có thể rồi rời khỏi đây. Đó. Đi nào, chúng ta phải rời khỏi đi. Cô ở đây, tôi lên đó và kéo cô lên. Hiểu không? Cô ở đây, tôi đi trước. Được không? Không, không. Gì vậy? Không sao. Không sao, cứ ở đây đi. Nhà báo, tra hỗ trợ của nhà báo. Vasquez, nhanh lên nào. Cô không sao chứ? Nó trượt qua hông của tôi. May là không vào sâu. Nè. Anh không cần phải làm gì đâu. Nếu không phải vì tôi thì anh đã không phải ở đây. Không đâu, tôi đang ở đúng nơi cần ở. Còn gia đình anh, chắc họ sẽ lo cho anh nhiều lắm. Tôi biết mà. Đôi lúc thà không biết sẽ tốt hơn. Tôi thì khác. Sao anh lại giúp tôi? Tôi không biết. Anh làm tôi nhớ đến người em trai. Cậu ấy luôn làm hết sức mình, trong khi tôi chỉ làm việc của tôi mà thôi. Cậu ấy mất rồi sao? Phải, trong một cuộc càn quét. Tôi xin lỗi, tôi có cố gắng cũng không hơn gì. Cô cố gắng là được rồi. Ổn rồi. Tôi đã chuyển những thứ cần thiết qua đây. Tốt lắm. Chuyện gì vậy? Cô nhà báo thành anh hùng. Tôi cố ý mà. Tôi sẽ cố gây áp lực để cầm máu. Này trung sĩ. Sao? Giúp một tay đi. Máy chụp hình của tôi. Ừ. Đừng quên ghi tên tôi vào mấy tấm hình đó. Tôi vẫn chưa biết tên của anh đó. Victor. Victor. Victor Thomas Mosby. Tôi sẽ nhớ tên của anh. Được rồi. Được rồi. Sao đột nhiên yên ắng quá vậy?
cứ như là có người ngắt cầu dao gì. Lạ thật. Anh nghĩ có thể vì cô nhà báo không? Không. Chúng ta có thể dễ dàng bắn cô ấy. Anh nghĩ là cô gái kia. Phải. Chúng vừa nhìn thấy cô ta thì ngừng bắn. Nhưng tại sao? Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc chắn là cô ta. Nào, nhấc lên nào. Tội nghiệp anh Tyler. Anh ấy đã rất can trường. Được rồi, Bashir. Bước tiếp theo sẽ như thế nào? Anh đang nói gì vậy? Tôi muốn biết cô ta là ai. Và tôi muốn biết ngay bây giờ. Trung sĩ, tôi đã cứu. Thỏa thuận như vậy đi. Ở đây có cả tá ngôn ngữ khác nhau. Có thể cô ta biết ngôn ngữ nào khác. Chúng ta sẽ không bao giờ biết. Nếu như không thử. Có thể anh cần chút sự may mắn. Hiểu không? Tôi hiểu rồi. Làm ngay đi. Anh đang nghĩ gì vậy, Sheikh? Tôi đang nghĩ đến việc rời khỏi đây. Ừ, tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Có ý gì hay hay không? Tôi sẽ xuống dưới đặt giày ổ mìn. Anh định khi nào? Ngay bây giờ. Nhà báo, có gì không? Có thể. Họ nói chuyện được một lúc rồi. Jennings, gì đó sao rồi? Sắp xong rồi, trung sĩ. Bashir. Sao? Cô ấy biết nói ít tiếng Danny. Anh tìm được gì rồi? Anh sẽ rất ngạc nhiên nói trung sĩ. Cô ấy tên là Jada. Con dâu của thủ lĩnh Taliban Abdulaziz Abbas. Một người rất quyền lực ở đây. Phải, chúng tôi biết. Và đó là câu trả lời duy nhất. Hay ho đó. Anh nghĩ cô ấy nói thật sao? Cô thấy cách bọn chúng phản ứng khi nhìn thấy cô ta rồi đó. Chúng ngừng bắn và quay mông đi luôn. Tôi nghĩ cô ta nói sự thật. Và nếu đúng là như vậy, cô ta sẽ là tấm vé của chúng ta. Anh nói gì vậy? Jennings, khi nào xong, anh hãy lên phía trước, hãy quan sát kỹ và cẩn thận. Giờ chúng đã biết chúng ta giữ cô gái này rồi. Phải cảnh giác hơn. Chờ. Phi, đi theo tôi. Anh có ý gì sao? Tôi đang nghĩ chúng ta có thể dùng cô gái này để trở về Motomot. Ồ không. Được mà, nghe tôi nói đã. Peter, anh đừng nghĩ điều tôi đang nghĩ chứ. Nghe nè. Đó là con dâu của lão. Là tấm vé để chúng ta vào thẳng Motomot và đổi lấy đồng đội mà không dính một viên đạn nào. Anh nghiêm túc hay sao?
Anh định dùng hai mẹ con họ làm tấm chắn hay sao? Không, tôi chỉ cần đưa họ theo, giữ không khí ôn hòa, nhanh gọn. Thật điên rồi. Vậy hả? Tôi có đủ thuốc nổ ở trong đó để cho nổ tung khu vực mà chúng đang đóng đô. Tôi cho anh lựa chọn nếu anh muốn. Mong là kế hoạch này ổn. Anh đùa hay sao? Tôi còn món nợ 60 đô phải đòi đó. Vilay, đây là trạm trung tâm. Ai đó? Đội Overwatch. Chúng tôi đang chờ cứu hộ. Nghe rõ Overwatch, chúng tôi đã nhận được lời nhắn. Đại tá, vừa được gửi tới. Tạ ơn Chúa, họ vẫn còn sống. Đảm bảo chuẩn bị đủ người trước khi xuất phát. Rõ. Được rồi, nghe đi. Kế hoạch sẽ như thế này. Trung sĩ Jennings sẽ đưa mọi người trở về Wildside. Tôi sẽ chạy xe của Tyler. Nghe rõ. Khi nào về tới Wildside, tôi cần anh báo với đại tá chuẩn bị một đội để đưa cô gái này về lại với gia đình. Tôi sẽ sớm bắt kịp mọi người. Được rồi, coi có câu hỏi gì hay không? Có, có đi. Xin lỗi, cô hết thời gian rồi. Sẵn sàng chưa? Mấy cây? Anh hãy làm đội trưởng đi. Sao chứ? Tôi không thể nên đi xe tới đó một mình được. Ai sẽ yểm trợ cho anh chứ? Cảm ơn. Được rồi, di chuyển nào. Cẩn thận, trải mới này đi. Đây nữa. 5 phút, nhanh lên. Rich, dậy đi. Người của chúng ta tới rồi. Chuẩn bị nào. Tôi không thể ở đây cái chuyện anh nữa rồi.
Tôi bắt đầu thắc mắc rồi đi. Có người đang liên lạc với chúng ta. Phía bên tay phải, sân thượng, là trung sĩ Zed Chandler. Để xem chuyện gì sẽ đến. Xuống đi nào. Có phải ông của đứa bé kia không? Rõ ràng thôi. Khuôn mặt nổi tiếng mà. Chúc may mắn anh bạn. Ai cần may mắn khi đã có bùa hộ mệnh chứ? Đi nào. Chào. Hài hước lắm trung sĩ. Tôi chỉ muốn xem trình độ học vấn của ông tới đâu. Năm 4 trường nghệ thuật với học bổng. Còn anh, năm 4 trường cấp 3. Được rồi. Tôi muốn người của ông đặt vũ khí xuống. Đưa tay ra sau đầu. Và chúng ta sẽ giải quyết thật nhanh. Không ai phải bị thương cả. Anh đúng là hài hước lắm. Con dâu của ông thì không nghĩ gì đâu. Và thằng bé cũng rất kháu khỉnh. Nó có đôi mắt của ông rồi. Nó rất quan trọng đối với tôi. Con trai tôi mới chết không lâu. Rất đau lòng. Ông nghĩ con trai ông muốn ông đánh đập Jada sao? Con bé đưa ra những quyết định không tốt. Thú vị thật. Một con vật làm bùa sao? Ông nên hỏi cô ấy. Đưa Shada và cháu của tôi đi. Rồi tôi sẽ để các anh đi. Ông chỉ có thể làm vậy thôi sao? Được thôi. Đứng yên đây nè. Wow. Sao? Để cô ta đi đi. Let her go. What? Sao? Để cô ta đi đi. Còn lựa chọn nào khác đâu. Chết đi đồ điên. Ông
mau. Basque, cho nổ đi. Mau nào. Nó không nổ. Cô biết đó, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối vì vụ này. Có lẽ gì, mà không, chắc chắn gì. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Và cô không phải là điềm gỡ. Quả là lời đồn xấu xa mà. Chú của tôi làm chức lớn đó. Phải, nên tôi sẽ cần cô nói giúp cho vài lời. Anh nên thuyết phục tôi thì hơn. Rồi sẽ có câu chuyện hay ho đó. Được rồi, cô thắng rồi. Cô muốn gì từ tôi nào? Bắt đầu với nụ cười của anh hùng trước đi. Được rồi. Tôi giúp cho anh một vụ lớn đó. Anh vẫn muốn đòi số nợ $50 hay sao? Không, là $60. Anh còn dở giọng đó được sao? Toàn là tôi cứu mạng của anh. Toàn là anh cứu mạng của tôi hay sao? Ai cũng nói vậy mà. Ừ, phải. Vì anh là người hùng. Anh biết tại sao không? Vì tôi có những người anh em giống như anh. Phải. Hôm nay là một ngày dài. Anh biết không? Anh sẽ phải kể hết lại cho tôi nghe đó. Sau khi anh trả tôi $60 đã. Chết đâu? Trên đó đó. Rất mừng khi gặp lại anh. Trung sĩ Chandler. Sao hả?
Anh có đúng là giỏi như mọi người đã nói hay không đó? Họ vẫn chưa biết hết được.